Giọng giống Nhậm Bà Yến vậy ta? Ê, có khi nào bà gặp biến thái ở ngoài không? Trời, cái miệng bà Linh quá vậy? Đi ra coi. Điển ơi! Biến thái! Không phải, mình đánh, tặng qua, không phải biến thái, tặng qua cái gì? Cởi khẩu trang ra! Cái vậy? Ủa? Anh Thiện! Tôi Thiện nè. Trời ơi, làm gì tự nhiên là lấp ló trước nhà rồi đeo khẩu trang vậy? Tôi muốn tới đây tôi tặng qua. Tặng cho ai? Tôi tặng cho Quỳnh. Quỳnh cầm đi Quỳnh. Ôi, bữa nay bà có fan hâm mộ luôn hả? Tôi không phải fan hâm mộ, tôi fan hâm nặng. Mà sao tự nhiên anh tặng qua cho tôi làm chi vậy? Thì muốn tặng cho Quỳnh, chúc Quỳnh một buổi sáng đầy năng lượng. Giờ đang buổi tối á. Tôi quên. Tức là sáng giờ tôi lãng vãng lòng vòng đây nè, tôi không có dám tặng. Lần sau anh tặng qua thì hả đi tới đây rồi bấm chuông. Chứ có cái gì đâu mà làm bí hiểm rồi đeo khẩu trang. Tôi nói thiệt anh thấy như nãy không? Ở trong cái xóm này hả người ta tưởng là mấy người quấy rối rồi người ta nhào vô người ta đánh hội đồng. Đừng nói sao xui nó hả lặt lì lặt lội đi biết. Tôi biết rồi, tôi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Mà tặng bông như anh hả vậy á, thấy không có thành tâm gì hết trơn á. Tôi không có lấy đâu. Chết. Rồi tôi lấy cho. Chị ơi, cái này ship lộn địa chỉ rồi. Cái này cho Quỳnh. Quỳnh lấy đi Quỳnh. Quỳnh lấy cho tôi vui. Thôi được rồi. Chị tới đây tặng bông thôi đúng không? Dạ bông tôi cũng nhận rồi. Thôi anh đi về đi. Khoan. Tôi tới đây tôi còn một chuyện nữa. Hai người cho tôi xin phép tôi nói chuyện riêng với Quỳnh. Ê không có được. Không được. Ê, anh ra ngoài đi. Sao phải đi ra chỗ khác chưa nói chuyện xong mà? Anh không được nói chuyện riêng với Quỳnh. Ủa sao kìa? Tôi không thích. Vậy Quỳnh thích không? Không. Không ai thích thì tôi đứng đây làm gì? Tôi đi. Nhưng mà đi đâu? Đi xa xa ra đi. Ra cỡ nào? Đi xa ra để không nghe được tụi tôi nói chuyện. Là đồng nghĩa với chuyện đi về nhà luôn đúng không? Ra ngã tư đứng kìa. Ừ. Mà sao vậy? Cái gì? Đi làm mà để người ta đem hoa lại tỏ tình luôn kìa. Đâu cái này á mới tặng chưa có tỏ. Vậy ngã tư còn xa hơn nhà của mình nữa. Bây giờ một là anh đi ra ngã tư đứng, còn hai là tụi tôi đi ra ngã tư đứng. Thôi để con trai tôi hy sinh ra ngoài ngã tư. Nhưng mà ngã tư xa quá, tôi đứng ở đây gần tôi xin hứa tôi không nghe. Đi. Sao vậy? Sao? Tôi nói rồi, cái này tự nhiên tới tặng qua tôi đâu có biết đâu. Biết cái gì? Theo kinh nghiệm tình trường của tôi á, không có một người đàn ông điên rồ nào mà ôm ấp bông đứng trước cửa nhà mà không có một mục đích nào hết. Không có được. Phương châm của tụi mình là gì? Phải giữ vững nha. Nhớ rồi. Ô xin phải cao giá, không được đi quá giới hạn với khách hàng. Ừ, đúng rồi. Không mấy chuyện này á, hai bà giải quyết nha. Yêu đương gì tầm này không biết. Vô đi giải quyết cho. Tự nhiên đưa cho tôi vậy? Ê Quỳnh cảm ơn hai bạn cho tôi không gian nói chuyện riêng với Quỳnh. Đứng lại đó. Sao vậy? Ai cho vô? Chứ không phải là cho vô nói chuyện à? Không. Chứ sao? Đứng ở đi, tụi tôi nói chuyện với anh. Nói chuyện khéo nha, mất công ta sốc quá. Ê, nhưng mà lỡ từ chối tỏ tình cái ổng đi tự tử rồi sao? Không muốn. Hai người đừng nói nhỏ nữa, tôi nghe hết rồi. Tôi không có làm cái chuyện điên rồ vậy đâu. Tôi rất là yêu bản thân tôi, yêu cuộc sống tôi, yêu người thân của tôi nữa. Chỉ là tôi gặp Quỳnh, tôi có một cái chuyện rất là quan trọng tôi muốn nói cho Quỳnh biết. Chuyện tôi muốn nói với Quỳnh là... Muốn gì? Quỳnh có thể nào làm ô xin đặc biệt và dài hạn cho tôi được không? Làm sao? Tức là làm ô xin đặc biệt mà dài hạn á, nó không giống những ô xin bình thường. Dài hạn, đặc biệt. Bộ yêu nữa hả? Không. Nãy giờ trong câu nói của tôi không hề nhắc tới chữ yêu đương vậy chứ. Ê, hình như thường niên với dài hạn. Bụng tính muốn nó vậy làm vợ hả? Thì cũng na ná như vậy. Không được. Mọi người bình tĩnh. Mọi người bình tĩnh đi. Không phải như mọi người nghĩ đâu. Thực ra là cái chuyện đó hơi dài dòng, nhưng mà đại khái là Quỳnh là một cô gái có giọng nói rất là đặc biệt, rất là giống bạn gái cũ của tôi. Tôi có một người bạn gái cũ. Hai chúng tôi yêu nhau lâu lắm, sắp cưới luôn á. Nhưng mà cô ta bỏ tôi rồi. Bà nội tôi rất là thương cô ta, nhưng mà bà nội tôi mổ mắt xong rồi. Tôi không muốn bà nội tôi bị sốc, cho nên tôi muốn nhờ Quỳnh. Tại vì Quỳnh có giọng nói giống cô ta lắm. Tôi muốn nhờ Quỳnh làm bạn gái của tôi. Ê, cái chuyện này là chuyện lớn đó. Tôi biết lớn mà. Nhưng mà phải hỏi ý kiến của khổ chủ, chứ bà lúc nắng lúc mưa sợ bà không có chịu đâu. Đúng rồi đó, cái chuyện này chắc chắn fail luôn á. Tôi biết là chuyện này khó lắm, cho nên tôi mới nhờ hai người. Tôi biết hai người là bạn thân của Quỳnh, cho nên hai người có thể nào cố gắng giúp đỡ tôi nói với Quỳnh được không? Không vì tôi cũng được, nhưng mà vì bà nội tôi. Bà nội tôi lớn tuổi rồi, tôi không muốn bà nội tôi buồn. Bà nội tôi là người thân duy nhất trên đời này của tôi. Sao rồi hai bà? Giải quyết xong chưa? Ngon lành rồi. Bạn trai này cho bệnh thiệt nha. Tự nhiên cái bỏ tiền nó thuê bà giả làm bạn gái để qua mặt bà nội. Tưởng phim không? Thôi, đừng có trách ổng. Tại vì bà nội của ổng bệnh, ổng lo quá nên mới nghĩ cái cách này. Mà nè, hồi nãy á, ổng có để lại số điện thoại cho hai bà không? Thiện đây nội. Nội ngoại cái gì? Tao biểu mổ từ từ, mổ con trước đi. Mắc mới gì mổ hai con rồi bây giờ đẩy con mắt lên bít chệch thì khó chịu quá đi. Mày có học, mày có biết người ta nói là cửa sổ là con mắt là cái cửa sổ của tâm hồn. Rồi bây giờ tụi mày đóng cái cửa sổ lại thì tâm hồn tao cũng đóng luôn, khó chịu quá, chịu không nổi. Nội, con không muốn vậy đâu, tại bác sĩ người ta yêu cầu vậy mà, với lại cũng tại nội đó. Tại tao sao? Năm ngoái đó con dắt nội đi mổ cườm. Bác sĩ nói hả băng mắt ít nhất 1 tháng. Nó mới băng được có 1 tuần nữa nó nội ngứa. Xong rồi tuần thứ 2 nội tự nội tháo luôn. Bây giờ hả nó bị phát sinh lại. Bây giờ phải mổ luôn 2 con đó. Tức muốn chết đi. Bà nội để sách của tao đọc rồi đâu. Trời ơi, sách công việc của con mà nội. Công việc cái gì? Mày đâu có biết cái nỗi khó chịu của cái người mà không có thấy đường gì trời ơi. Nội bây giờ thì nội coi như ngủ đi. Ngủ? Ủa bà nội cha mình chứ ngủ. Thôi bây giờ hoài sao? Nội bây giờ nội buồn đúng không? Bật tivi cho nội coi nha. Nè. Trời ơi. Chồng tức không? Hai con mắt tao tức muốn đen. Bây giờ mày bật tivi cho tao coi nữa là sao? Chồng tức chắc tao chết phải không? Không phải nội. Trời nội không thấy đường mà nội dữ vậy luôn á. Con bật tivi là con bật Cải Lương cho nội nghe, nội đỡ buồn. Thôi, không có nghe Cải Lương nữa. Chứ giờ nó muốn gì? Hằng. Con Hằng đâu? Con Hằng đâu? Sao không kêu con Hằng nó tới đây nó thăm nội? Mà tụi bay đã đánh ướt rồi mà mắc mớ gì mà ngại không biết nữa. Trời đất, con biết không? Ý của con Hằng à, nó tới đây là cái giọng của nó mà nó đọc truyện cho nội nghe đó nha, là con mắt nội hết tiền, nó mau hết lắm. Kêu con Hằng tới đây cho nội. Kêu Hằng tới đây cho nội con ơi. Ủa? Nghe không Thiện? Mày đi đâu rồi Thiện? Con phải không nội? Con không trả lời. Hằng đâu? Bây giờ Hằng tới nội cũng đâu thấy Hằng đâu. Tao không cần thấy, tao nghe tiếng nó thôi. Cứ kêu nó tới đây liền đi là đủ hết à. Nội à. Hả? Kêu Hằng tới đi con. Nội ơi. Hả? Con với Hằng á. Sao? Không giống như hồi trước nữa. Làm sao? Làm sao? Hai đứa sao? Gì vậy? Alo, tôi nghe nè. Tưởng gì? Thiệt hả? Cô nói thiệt không? Sao cũng được. Ừ, tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Suốt cuộc đời này tôi đội ơn cô luôn á. Nổi gì vậy? Trả lời với ai mà khí thế quá vậy? Dạ bạn con không gì vậy nội? Con thôi nè. Chuyện con Hằng, sao không kêu con Hằng tới đây với nội? Hằng tới liền nội. Bây giờ hai đứa tụi bay mà cưới cái con cái là coi như nội chết mà nội vui lắm nha. Dạ trời, nội nó nói chuyện gì kỳ vậy? Hằng tới liền. Tới liền nha. Dạ. Nè. Ê, nói là nhớ nha. Con Hằng mà không tới là mày biết mà với tao nha. Rồi, con ở đây là cái đầu ở đây nè. Mày biết mày phải ra tội rồi. Hằng tới liền, Hằng tới liền rồi. Kêu nó tới.